các em đã đến với chương trình thực chiến 8 cộng đề số 01 và hôm nay ở trong cái đề này là đề số 01 thầy Minh sẽ là trong cái chuỗi bài này thì mình sẽ luyện cho chúng ta phản xạ hóa học và như các em biết thì khi chúng ta luyện được phản xạ hóa học tốt thì chúng ta sẽ đạt được điểm rất là cao bởi vì khi chúng ta nhìn thấy đề thì chúng ta có thể chọn đáp án và như mà cũng chính vì vậy nên thấy rất là mong muốn là tất cả các bạn và các em có mặt tại trong cái buổi học này thì có thể là comment đáp án xuống phía dưới bởi vì chính cái sự mà comment đáp án xuống phía dưới đấy thì là mình đã đưa ra kết định và mình sẽ kích thích cái não bộ của mình đưa ra cái phản xạ làm sao cho thật chính xác ok ạ à, let go ạ à, câu 41 à. 41 à. glycine tác dụng được với chất nào sau đây thu được muối có môi trường axit à? nào glycine tác dụng với chất nào dưới đây thu được muối có môi trường axit ạ à? Nào glycine tác dụng với chất nào dưới đây thu được muối có môi trường axit Thế thì mình sẽ có glycine mà tác dụng với HCl Thì nó sẽ tạo thành HCl Và chính cái anh HCl này này là nó sẽ là tạo thành muối có môi trường axit Vì vậy nên đáp án chính xác nhất của chúng ta đó là đáp án B bỏ Về nhá Câu 42 ạ Một câu tính toán 0,015 mol Anilin Đấy, anilin là C6 H5 Anilin là C6H5 NH2 thì viết to to ra cho các bạn dễ nhìn C6 H5 NH2 0,015 Tác dụng vừa đủ với dung dịch Brom Thì khối lượng kết tủa mình sẽ thu được là C6 H2 Br3 NH2 Cộng 3HBR Được không ạ? Vậy này, mình sẽ có này 0,015 thì kết tủa ở đây sẽ là 0,015 và hoàn toàn mình sẽ tìm được khối lượng kết tủa. Khối lượng kết tủa chính bằng là khối lượng của C6H2Br3NH2 bằng 0,015 nhân với mẫu đơn 12 x 6 cộng 2 cộng 80 x 3 cộng 14 cộng 2 bằng 4,95 gram. 4,95 gram vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án A kèm nhé. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án À ok thầy chữa chậm chậm thôi mục tiêu mình 8 cộng mà Câu 43 các bạn đã hiểu câu này chưa Các bạn đã hiểu câu này chưa Câu 43 tơ nào dưới đây thuộc loại tơ thiên nhiên ạ à? Câu này rất dễ Tơ nào dưới đây thuộc loại tơ thiên nhiên ạ à? Chúng ta lưu ý cho thầy là tơ thiên nhiên là tơ có nguồn gốc từ tự nhiên Đúng không Thì chính cái việc mà tơ thiên nhiên đấy thì chúng ta đọc cái tên Chính cái tơ thiên nhiên là mình đọc cái tên là mình biết được luôn Mình biết tất cả luôn Cái tên là nó lên tất cả Vậy mình sẽ có Nitron không Visco không Cáp rông không Vậy tơ tằm Tơ tằm chính là tơ thiên nhiên Ok chưa Tơ tằm chính là tơ thiên nhiên Đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án B Bỏ tơ tằm là tơ thiên nhiên Câu 44 Phát biểu không đúng là Câu 44 Phát biểu không đúng là Ở trong này chúng ta có những phát biểu nào là phát biểu không đúng Mình phải đọc từ từ nhá để mình luyện phản xạ Tơ visco có nguồn gốc từ cellulose Thì cellulose ấy là visco thì được tạo bởi từ cellulose nhúng vào dung dịch CS2 Nhá. Visco được tạo thành bởi từ cellulose nhúng vào dung dịch CS2 Vậy anh này là visco có nguồn gốc từ cellulose đúng Trùng ngưng axit epsilon amino caproic thu được polycaproamid Trùng ngưng axit epsilon amino caproic thu được polycaproamid cái này chính xác tiếp. Trùng hợp buta 1,3 dn trùng hợp buta 1,3 dn thì thu được polymer dùng để sản xuất chất dẻo là sai. Sai lè luôn bởi vì cái anh polymer này là được để sử dụng làm gì ạ? Làm cao su nhá. Vậy sai của chúng ta là C. Còn trùng hợp vinin cyanua thì thu được polymer dùng để sản xuất tơ nitron hay là tơ cái này chính xác. Câu 45 ạ. Câu 45 ạ. Kim loại không phản ứng được với H2SO4 đặc nguội là. Kim loại không phản ứng được với H2SO4 đặc nguội là thì mình sẽ có nhôm, sắt, chrome thì bị thụ động trong H2SO4 đặc nguội, đúng không ạ? Phải ăn cross. Vậy mình sẽ có này. Niken có phản ứng, Kém có phản ứng, đồng có phản ứng. Vậy thụ động trong H2SO4 đặc nguội đó là C, sắt. Câu 46 Kim loại được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy là Kim loại được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy là Anh nào được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy ạ? Ở đây những anh kim loại nào mà đứng trước nhôm Thì được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy đúng không ạ? Vậy mình sẽ có đó là anh Kali Kali được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy Câu tiếp theo ạ Câu 47 Nào 47 các bạn chọn đáp án gì? Các bạn comment đáp án cùng thầy nhá các bạn comment đáp án mạnh mẽ nhá, một lần comment là một lần nhớ, mình comment thật nhiều lần để mình nhớ được cái đáp án này để sau này khi mình đi thi mình gặp phải nó mình có cái phản xạ mình chọn đáp án luôn. Đấy là lý do mà tại sao mình phải là luyện phản xạ hóa wow. học, bởi mình chỉ có 1 phút 15 giây là một câu thôi. Câu 47 Kim loại có tính khử mạnh hơn kim loại magie thế thì nó phải đứng trước magie trong dãy điện hóa. Khi nào ba cần mua áo giáp sắt? Khi nào ba cần mua áo giáp sắt? Vậy đáp án đúng của chúng ta, 47 là đáp án C các em nhé. 47 là đáp án C. 48 ạ. 48 này để làm được có 48 thì mình có một công thức siêu kinh điển à, Các bạn biết đấy là công thức gì không ạ? Đây ạ M, và nhôm tác dụng H4 loãng thu được khí hero, số mol bon hero là 0,04 Và dung dịch chứa M, muối Vậy mình sẽ có M, muối, sun, phát M, muối, sun, phát Thì bằng ạ M, hỗn hợp kim loại Cộng với 96 nhân với NH2 Ok chưa ạ? Vậy mình sẽ có mẫu nào kim loại là 0,78 cộng với 96 nhân với NH2 là nhân với 0,04 vậy là bằng 0,78 cộng với 96 nhân 0,04 bằng bao nhiêu ạ? À? 4,62 g. 4,62 g vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B. 4,62 g nhá. Câu 49. Trong cùng một điều kiện trong cùng một điều kiện Chrome là kim loại có tính khử mạnh hơn Nào Trong cùng một điều kiện Thì Chrome là kim loại có tính khử mạnh hơn anh nào Thì Chrome thì không thể nào mà khử mạnh hơn Natri được Không thể nào mà khử mạnh hơn kali được Không thể nào mà khử mạnh hơn Canxi được Vậy nó chỉ có thể là nó khử mạnh hơn thằng sắt mà thôi Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A à, Chrome khử mạnh hơn sắt Câu 50 ạ Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thì muốn chọn được hay muốn nhớ được anh Kim Loại Kiềm ấy, Thì chúng ta thuộc cho thầy cái bài thơ sau đây ạ Bài thơ gì ạ? Lâu, lâu, nay, không, rảnh, chơi, phi phai Đúng không? Lâu nay, không, rảnh, chơi, phi phai Vậy mình sẽ có Liti, Natri, Kali, Rubidi, Ceci, Franci Là thuộc các anh Kim Loại Kiềm Vậy Kim Loại thuộc Kim Loại Kiềm ở đây chỉ có thể là đáp án B Natri Đấy, các em thấy dễ không? Câu 51 ạ 51 là các bạn chọn đa bán gì ạ? Đây là chương trình phản luyện phản xạ hóa học. Thực chiến đề 8 cộng, chất nào sau đây là chất điện li yếu? Chất nào sau đây là chất điện li yếu? Các bạn lưu ý nhớ cho thầy nhá. Được chưa? Nào, chất điện li yếu là những chất gì? Chất điện li yếu là những chất axit yếu, bazơ yếu và nước, đúng không? Đây là muối này. Anh này không điện li luôn. Anh này không điện li luôn. Đây, axit yếu ạ. Được chưa? axit yếu nên chắc chắn 100% anh này là chất địa lý yếu. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D các em nhá. Câu 52 ạ. À. Các bạn ơi các bạn comment đáp án mạnh mẽ lên nhá. 52 đáp án gì ạ? À? Hợp chất nào mà sau mà trong phân tử có chứa 3 nguyên tử carbon? Hợp chất nào sau đây mà trong phân tử có chứa 3 nguyên tử carbon? 3 nguyên tử carbon nhá, axit acetic CH3COH thì nó chỉ có 2 thôi. Axit benzoic C6H5COH thì nó có 7 cơ. Acid formic là HCOOH thì nó có 1. Acid propionic c 2 h 5 coh thì nó có 3. Ok chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án D các em nhá. Đáp án chính xác nhất của chúng ta đó là đáp án D. Thế mình tiên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án D ạ. Câu 53. Câu 53. Phản ứng của ancol 53, phản ứng của ancol và axit carboxylic tạo thành este có tên gọi là phản ứng của ancol và axit carboxylic để tạo thành este thì nó có tên gọi là phản ứng phản ứng gì các em ạ phản ứng este hóa quá, quá dễ bỏ nó thêm là cái anh phản ứng này thì nó sẽ làm sao ạ thì nó sẽ có là hai chiều có nghĩa là phản ứng không hoàn toàn phản ứng thuận nghịch đáp án đúng chúng ta là đáp án a nhá câu 54 ạ nào các bạn còn nhớ không công thức phân tử của axit linoleic ạ bao nhiêu bạn nhớ được công thức phân tử của axit linoleic ạ cùng comment xuống dưới cho thầy mình nhìn ạ công thức phân tử của axit linoleic linoleic công thức phân tử của nó gì ạ c c mười h bao nhiêu ạ c 17 h 31 coh kem nhá đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án b c 17 h 31 coh thầy minh tuyên dương tất cả các bạn, đã, các bạn đã chọn câu 54 đáp án b ạ tuyên dương tất cả các em ngày hôm nay các em đã chọn được đáp án này thì mấy hôm nữa khi đi thi thôi chúng ta sẽ có một cái phản xạ rất là nhanh khi mà chúng ta chọn những câu trắc nghiệm Câu 55 Câu 55 ạ. STX có công thức phân tử là C4H6O2 STX có công thức phân tử là C4H6O2 Thủy phân X trong môi trường axit thì thu được sản phẩm gồm ancol metilic Vậy chắc chắn là X của chúng ta phải có dạng là RCOO CH3 Và axit hữu Y Anh này là C4H6O2 Vậy R nó chỉ có thể là c 2 H3 COO CH3. Vậy suy ra khi mà nó thủy phân trong môi trường axit khi nó thủy phân trong môi trường axit các bạn chú ý nó sẽ tạo thành axit CH3 COOH cộng với lại CH3 OH vậy đáp án đúng của chúng ta ở đây nó phải là đáp án C và rất tiếc chia buồn với tất cả các bạn nào mà đã chọn đáp án B các bạn đã bị nhiễu đấy phản xạ các bạn đã bị đánh lừa nhưng mà không sợ ạ bởi vì nếu mà phản xạ của các bạn đã bị đánh lừa ấy thì chắc chắn 100% rằng sau cái buổi học ngày hôm nay thì các bạn sẽ bớt bị lừa lọc đi ok câu 56 mươi 11,1 gam ete đơn chức no E, ST đơn chức no CNH2NO2 được chưa? 11,1 tác dụng hết với CaH số mol CaH bằng 1 x 0,15 bằng 0,15 thì thu được muối muối ở đây là 12,6 12,6 gam. Đây bài hỏi chúng ta là công thức cấu tạo của E là nhá công thức cấu tạo của e làm câu này là một câu cực kỳ hay và rất nhiều bạn sẽ bị sai ở cái câu số 56 này thực ra với câu số 56 này chúng ta có một kỹ năng làm rất là riêng bởi vì đây mới chỉ là muối thôi chúng ta phòng có khả năng là có cả k dư nhá mình phòng chứ có rất là dễ có khả năng là cao dư nhưng đây là axit đơn chức nên chắc chắn muối chúng ta sẽ có dạng là rcoor phải rcoo k R -O -O k được không ạ? Vậy thì cái câu chuyện bây giờ chúng ta thế này, bây giờ mình đi test thử là nhanh nhất. Được không ạ? Phân tử khối này là 74 này. Mình đi test thử xem lấy 11,1. Các bạn nhìn kỹ nha cái chiều của đấy mình nhá. 11,1 chia 74 bằng đây ạ, à, 0,15. Vậy giả sử anh này là 0,15. Thì anh này 0,15 thì muối nó sẽ là 0,15 đúng không? Đúng không ạ? Vậy thì mình sẽ tìm được công thức của muối RCOOK nó sẽ bằng là 12,6 chia 0,15 thì bằng 12,6 chia 0,15 thì bằng 84. 84 thì suy ra R nó bằng là 84 trừ đi 44 trừ 39, trừ 44 trừ 39 bằng 1. Vậy cháu nó sẽ là HCOOK. Được không ạ? HCOK vậy đầu nó là HCOK. Đây. Vậy không thể anh này rồi. Vậy là đầu phải là đầu HCO vậy thì chúng ta chỉ còn có một đáp án duy nhất thôi, đó là đáp án C qua đơn giản đúng không các em? Rồi ạ, câu 57 ạ chất không bị thủy phân trong môi trường axit là nào chúng ta cùng lưu ý, ý ạ. Các bạn cùng chọn cho thầy xem câu 57 đáp án là gì ạ? Đúng rồi, sai với thầy Minh để mà đi thi chúng ta không bị sai nữa. Chất không bị thủy phân trong môi trường axit ạ. Các bạn chọn thầy đáp án gì ạ? Chất nào sau đây không bị thủy phân trong môi trường axit ạ? Saccharose là bị thủy phân trong môi trường axit nhá. Cellulose là bị thủy phân trong môi trường axit nhá. Tinh bột là bị thủy phân trong môi trường axit nhé, chỉ monosaccharide là fructose và glucose thì không bị thủy phân trong môi trường axit. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C. Câu 58 ạ. Lên men dung dịch chứa 225g glucose. Glucose này lên men thu được hai lần thằng C2H5OH này. Được chưa? Ban đầu này phản ứng này sau này ban đầu glucose này 225 chia 180 bằng này 1,25 này Sau phản ứng Anconetilic là 92 chia cho 46 bằng 2 mol này Vậy anh này là 2 mol này Vậy mình sẽ có này 2 x 1 chia 2 bằng 1 Vậy mình sẽ có hiệu suất phản ứng Sẽ bằng là số mol phản ứng là 1 Chia số mol ban đầu là 1,25 Nhân 100% Bằng 1 chia 1,25 bằng Nhân 100% bằng 80% Đáp án đúng chúng ta là đáp án D Ok nhá, câu 58 đáp án gì? Các bạn thấy dễ không? Mình phải luyện phản xạ, mình phải bấm máy tính thật nhanh. Câu 59. Chất X có vị ngọt. Dung dịch X tác dụng với CO2 lần ở nhiệt độ thường mà không tham gia phản ứng trắng bạc, chất X có vị ngọt nhá. Nhưng mà tác dụng với CO2 ở nhiệt độ thường không thể là tinh bột, không thể là sen. Nhưng điều kiện tiếp theo là không tham gia phản ứng trắng bạc, các bạn phải gạch chân từ chốt cho thầy mình. Được chưa? Không tham gia phản ứng trắng bạc thì nó không thể là glu được bởi vì glu trắng ngược. Vì vậy nên đáp án đúng chúng ta là đáp án B, saccharose nhá xác caro giờ dễ chưa dễ không ạ à? ở đây là chương trình thực chiến hóa học đấy chưa thực chiến chúng ta luyện lên mức 8 cộng thực chiến đề 8 cộng luyện phản xạ hóa câu 61 ạ các bạn cùng comment đáp án thật nhanh nhá 61 chất nào dưới đây tác dụng đối với kim loại natri sinh ra khí rô chất nào dưới đây tác dụng được với natri sinh ra khí rô thì mình lưu ý cho thầy rằng là anh HCO CH3 không có tác dụng với natri HZO cũng không, ch 4 không. Vậy tác dụng được với natri sinh ra khí ở đây nó chỉ có thể là ch 3 COH mà thôi. Được chưa? Bởi vì nó có nhóm COH. Câu 61. Chất nào sau à, câu 61 này chung 62 ạ. Kim loại canxi tác dụng với nước thu được dung dịch có chứa chất tan là nào? Kim loại canxi ạ, tác dụng với nước thu được dung dịch có chứa chất tan là gì? Canxi này tác dụng với nước thì chắc chắn mình sẽ thu được gì ạ? CaOH 2 lần cộng với lại H2 Đúng không ạ? Vậy chất tan chúng ta là xe Ca hai lần còn hydro nó bay lên nó không phải chất tan đâu nhá. Câu 63. Hợp chất nào của canxi được sử dụng để đúc tượng bó bột khi gãy xương? Chúng ta có một hợp chất của canxi nhá, để đúc tượng bó bột khi gãy xương và làm khuôn nung bởi vì nó rất là khó, nó là nó không bị co giãn quá nhiều ở mặt thể tích. Thì đó chính là anh gì ạ? Thạch cao gì ạ? Không thể thạch cao sống được, thạch cao sống nhão lắm. Không thể vôi sống được, không thể đá vôi được. Đúng không ạ? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C, Thạch Cao Nung kem nhá. Câu 64 ở chắc là các anh chị, chắc là chị trợ giảng chị ấy cắt thiếu đề, mai thì phạt. Câu 64. 64. Chất nào sau đây tác dụng được với NaOH sinh ra khí hydro? Chất nào sau đây tác dụng được với NaOH mà sinh ra khí hydro? Thế thì cái chất để mà tác dụng được với NaOH ấy mà sinh ra được khí hydro thì khi và chỉ khi là cái chất đấy không thể là AlCl3 bởi không sinh ra hiro AlCl 3 lần không, Al2 3 không chỉ có nhôm thôi phản ứng của nhôm mà tác dụng được với NaOH ấy, thì mình sẽ thu được là NaAlO2 cộng với H2 kem nhá trong này có cộng với nước nữa được không ạ chỗ này là 3 phần 2 này H2. H2 bay lên vì vậy nên là nhôm tác dụng được với NaOH ok câu 65 hợp chất có tính lưỡng tính là Thế mình đã nhắc cho chúng ta là chúng ta có 5 thằng hiroxit lưỡng tính thì trong đó có 3 thằng hay thi bây giờ là nhôm hiroxit, Crom hiroxit và kẽm hydroxit vì vậy nên ở trong này câu 65 chúng ta chọn được luôn đáp án chính xác nhất của chúng ta đó là alh ba lần đáp án dễ ạ câu 66 kim loại sắt câu 66 ạ kim loại sắt bị thụ động bởi dung dịch nào nào cùng đọc với thầy minh ạ phải ăn cross mình có ba kim loại này bị thụ động trong h 24 đặc nguội và h no ba đặc nguội vậy mình có này h 4 đặc nguội đáp án đúng là đáp án c Câu 67 Đem khử hoàn toàn mờ gam hỗn hợp gồm FEO này CUO này Cần này V lít khí CO này Đúng chưa Mặt khác hòa tan hết thì cần H2SO4 này 2 x 0,15 bằng 0,3 này Từ cái phản ứng này thì mình sẽ suy ra là số mol của oxy trong oxit thì chính bằng 2 lần số mol H cộng và chính bằng số mol của H2SO4 phản ứng và bằng 0,3. Mặt khác mình lại có là số mol của CO thì chính bằng số mol của oxy trong oxit phản ứng. Vậy nó cũng sẽ bằng 0,3. Vậy mình sẽ tìm được thể tích của CO bằng 0,3 mà nhân với 2,4 thì bằng 6,72 lít 6,72 lít, vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án C các em nhá Đáp án chính xác nhất của chúng ta đó là đáp án C, câu 67 đáp án C Câu 68 Câu 68 ạ Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học ạ Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học Clo mà tác dụng với FeCl2 ấy, thì chắc chắn mình sẽ thu được là FeCl3 loại H2S vào CuCl2 thì chắc chắn mình thu được kết tủa CuS kết tủa này không tan trong axit mạnh là không tan trong HCl và h bốn loãng H2S cộng với FeCl2 không xảy ra phản ứng do FeS bị tan trong HCl vì vậy nên câu 68 đáp án đúng của chúng ta là đáp án C câu 69 câu này hay này câu này đã trâu này tiền sử rất nhiều bạn học sinh offline và online của thầy Minh bị lừa các bạn cùng chọn cho thầy xem câu 69 đáp án gì ạ Có rất nhiều anh tài đã bỏ sát lại ở câu này Ở câu 69 này Rất rất nhiều Trong khí thải công nghiệp thì thường chứa các khí Có thể dùng chất nào để tiền sau đây để loại các khí đó Chất nào để tiền sau đây để loại các khí đó Anh nào ạ Chú ý nhá Nó phải loại được ba thằng này đều có tính axit thì nó đều là oxit axit hoặc là axit vậy thì chúng ta phải sử dụng một thằng có tính kiềm không thể sử dụng axit được Thế mà trong ba cái thằng có tính kiềm này thì thằng nào rẻ nhất? Ôi rồi thì nó là nước vôi đúng không? Nước vôi rẻ rẻ lắm. Được chưa? Câu 70 ạ. Câu 70 ạ, tiến hành các thí nghiệm sau, số thí nghiệm thu được kim loại là bắt đầu này, đánh số này. Số thí nghiệm thu được kim loại là magie dư vào sắt dương 3 thì chắc chắn mình thu được sắt. Bari vào CuS4 thì mình không thu được kim loại đâu bởi vì bari tác dụng với nước để tạo thành BA lần và BA hoạt lần thì tác dụng với CO4 thì nó tạo thành kết tủa BASO4 và CuOH 2 lần cơ ạ. À. Ok chưa? Kẽm vào dung dịch CO4 thì mình thu được đồng hai cháu. Nung nóng hỗn hợp nhôm và Fe2O3 đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì mình sẽ thu được sắt. Ba cháu. Nhỏ từ từ đến dư NaOH vào FeCl3 thì mình sẽ thu được FeOH 3 lần không có kim loại đâu. Bỏ luôn vậy mình sẽ có ACG. Vậy là mình sẽ có 3 nhận định đúng nhá. Câu 70 mươi à, A C D mình ba nhận định đúng. Đáp án đúng là của chúng ta là đáp án D. Tuyên Dương tất cả các bạn đã chọn câu 70 đáp án D. Đây là một trong số những câu lý thuyết đếm khá là hay mà các bạn sẽ gặp được nhiều và nếu mà các em muốn chinh phục được mức 8 điểm hay là 8 cộng chúng ta phải làm được những câu lý thuyết đếm này bằng cách cách đơn giản nhất đấy là các em phải nắm chắc được nền tảng lý thuyết và nắm chắc được nền tảng lý thuyết thì bây giờ với 2K5 thì chúng ta chỉ có cách là đọc đại sách giáo khoa còn với 2K6 thì học thế mình đi. Còn 2K7 thì sao? Học thế mình đi. Đúng không? Câu 71 ạ Một loại xăng có chứa 4 ăn cam thành phần số mol như sau Một loại xăng có chứa 4 ăn cam với thành phần số mol như sau Hép tan Hép tan C6H12 C7 ạ Sorry ạ Một loại xăng ạ. C7, đây là một câu thực tế nha Câu thực tế này rất thay thi Nó là xu hướng của năm nay C7H16 Hép tan 10 Thế bây giờ đặt anh này là một đi Đấy chưa Thì anh này là 0.1 Octane là C8H18 0.5 Nonan là C9H20 0.3 Decan là C10 H22 0.1 Dùng loại xăng này để chạy động cơ ô tô và mô tô cần trộn hỗn hợp Xăng và không khí theo tỷ lệ tiện tích nào sau đây để phản ứng xảy ra vừa hết Ôi con này dễ quá Cộng oxy này thì tạo thành CO2 và H2O Mình đi bảo toàn carbon ạ à. 0,1 x 7 0,1 x 7 Cộng với 0,5 x 8 0,5 x 8 Cộng với 0,3 x 9 0,3 x 9 Cộng với 0,1 x 10 0,1 x 10 Thì chỗ này nó sẽ bằng ạ à. Các bạn chú ý nó sẽ bằng bao nhiêu ạ? À? 0,1 x 7 cộng với 0,5 x 8 cộng với 0,3 x 9 cộng với 0,1 x 10 Bằng 8,4 8,4 mol CO2 Các bạn cùng bấm máy tính lại xem thấy bị bấm nhầm nhé Số mol nước ạ à? Bảo toàn Hydro ạ à? 16 x 0,1 cộng 18 x 0,5 Cộng 20 x 0,3 Cộng 22 x 0,1 22 x 0,1 Được bao nhiêu tất cả chia cho 2 Bằng 16 nhân 0,1 cộng 18 nhân 0,5 cộng 20 nhân 0,3 cộng 22 nhân 0,1 bằng chia 2 bằng 9,4 9,4 Ok chưa? Vậy này, để bài hỏi này Trộn lẫn theo tỷ lệ thể tích như nào để phản ứng cháy xảy ra hết Bây giờ mình đi bảo toàn oxy Đúng không? Nhưng hỏi là theo không khí nhá từ từ nhá Oxy bảo toàn oxy mình sẽ có 8,4 x 2 8,4 x 2 cộng với 9,4 x 1 9,4 x 1 được bao nhiêu chia 2 bằng 8,4 nhân 2 cộng với 9,4 bằng chia 2 bằng 13,1 13,1 13,1 này là của oxy còn không khí thì oxy chỉ chiếm 20% thôi nên nó phải chia cho 0,2 bằng 65,5 Vậy tỷ lệ thể tích nó phải là 1 chia 65,5 đáp án đúng của chúng ta là đáp án B và rất nhiều bạn có thể bị nhầm tô đáp án A Đấy là một câu thực tế rất hay Mà nếu mà thi vào đây Thì thầy dự đoán rằng là sẽ có rất nhiều bạn bị sai câu này Các bạn nhớ kỹ nhá Nếu gặp phải chúng tù thì bảo là ơ ừ, trong đề thì mình có nhá Câu 72 ạ Kim loại có tính khử mạnh nhất là Kim loại có tính khử mạnh nhất trong này thì nó chỉ có thể là kali thôi Khi nào kali đứng đầu tiên Câu 73 73 là một câu đếm lý thuyết rất hay Nếu mà các bạn muốn đạt được mức độ 8 điểm cộng Thì các bạn phải chinh phục được câu này 73 Thực hiện thí nghiệm với khí NH3 như sau, nạp đầy khí NH3 vào bình thủy tinh rồi đậy nắp cao su, ống thủy tinh vứt nhọn đầu nhúng vào nước xuyên ống thủy tinh qua nắp cao su, lắp bình thủy tinh lên vé giá như hình vẽ. Mình nhìn thấy này, cái việc là tia nước này nó phun lên là do NH3 tan tốt trong nước. Thí nghiệm trên chứng minh tính tan tốt của NH3 trong nước, chính xác. Tia nước phun mạnh vào bình thủy tinh do áp suất trong bình cao hơn áp suất không khí là sai. Áp suất trong bình nó phải thấp hơn áp suất không khí thì nó mới phun được. Trong thí nghiệm trên nếu thay dung dịch phenol và talin bằng dung dịch quỳ tím thì nước trong bình sẽ không có màu là sai phenol và talin thì làm nước có màu hồng còn nếu em thay bằng nước quỳ tím nhá nếu em thay bằng nước quỳ tím thì nước ở đây nó sẽ có màu xanh so với điều kiện thường thì khí ích tan tốt hơn ở 60 độ c đúng rồi chính xác bởi vì là càng nóng lên độ nhiệt độ càng cao nhá nhiệt độ càng cao thì độ thì nó độ ta nó càng tăng nếu thay thế nh 3 bằng hcl thì hiện tượng xảy ra tương tự đúng không nếu thay thế nh 3 nếu thay thế NH3 bằng HCl thì hiện tượng xảy ra không hiện tượng uh, hiện tượng ở đây là có cho phenol và không? vào nhọn đầu vào nước xuyên ống thủy tinh qua nắp cao su rồi lắp bình thủy tinh lên giá như hình vẽ nước cất có phenol không thể xảy ra tương tự được bởi vì là nếu mà uh, nước cất mà có phenol ấy nước cất mà có phenol thì không bao giờ là xảy ra tương tự lý do là bởi vì là cái 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 Phenol thì nó không phải là chỉ thị màu của bọn Phenol nó không phải là chỉ thị màu của cái bọn axit nhá Vậy sai Ý B sai là bởi vì là áp suất nó giảm Độ tan tăng thì áp suất nó giảm nhá Được chưa So với điều kiện thường thì khí x tan tốt hơn ở 60 độ C Khí x nó sẽ tan tốt hơn ở 60 rồi Mình có A và D đúng Vậy mình sẽ có hai Nhận định 1, 2, 3 phát biểu sai Đáp án đúng là đáp án C C ạ Mình có 3 phát biểu sai từ từ ạ, so với điều kiện thường khí tan trong nước tốt hơn ở 60 độ C Ở điều kiện thường thì nó sẽ phải tan tốt hơn chứ ạ Ở điều kiện thường thì nó sẽ phải tan tốt hơn ạ Vậy đây chúng ta phải có 4 nhận định sai Đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án gì Nhá, đáp án gì ạ Câu 74 ạ Cho một đinh sắt sạch vào 150ml dung dịch COS4 số mol là 0,15 Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn khối lượng đinh sắt tăng mg Vậy mình sẽ có delta m thì bằng 8 lần nhân với lại số mol của đồng 2 cộng Vậy nó sẽ bằng là 8 nhân với 0,15 Đây công thức siêu nhanh 8 nhân 0,15 bằng 1,2 1,2 phải đáp án đúng chúng ta là đáp án D 1,2 Câu 75 ạ à. Muốn chinh phục mức 8 cộng Chúng ta phải làm đúng được các câu đếm Thầy mình đã nói như vậy Và chắc chắn chúng ta phải làm như vậy Số phát biểu đúng là chất béo là trieste của ethylene glycol Sai Glycerol cơ các dung dịch protein đều phản ứng màu biore chính xác chỉ có một ETE đơn chức tham gia phản ứng trắng bạc chỉ có một sai có rất nhiều bọn HCO R phải có mà đẩy để điều chế ni lông sáu có thể thực hiện phản ứng trùng hợp hoặc trùng ngưng đúng trùng hợp thì chơi với caprolactam mà trùng ngưng thì epsilon amino caproic có thể phân biệt glu và fruct bằng vị giác khó lắm glu thì ngọt thanh fruct thì ngọt đậm cũng được tạm được thì phân bất kỳ chất béo nào cũng thu được glycerol đúng triolin tác dụng được viro được bởi vì nó có nối đôi CC tác dụng bảo được bởi nó có nối đôi CC nhưng không tác dụng đối với CO2 lần phần trăm khối lượng nguyên tố trong tripanmitin hiro C15 H31 COO tất cả 3 lần C3H5 vậy trong này sẽ có bao nhiêu hiro 31 x 3 31 x 3 cộng 5 bằng chia mở ngoặc đơn 12 x 15 cộng 31 cộng 44 nhân 3 mở ngoặc đơn ạ 12 nhân 3 cộng 5 cộng bằng phần trăm bằng nhân 100 trăm 12,15 12,15 gần bằng là 12,16 vậy 8 đúng vậy mình sẽ có 2, 4, 5, 6, 8 mình sẽ có 5 nhận định đúng vậy đáp án đúng của chúng ta là làm đây 5 nhận định đúng ạ dễ chưa xịn chưa câu 76 là một câu thực tế tiếp theo đây là một câu thực tế rất dễ thi nó là xu hướng của đề thi ạ nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy 1 gam than là 23 kJ Cần phải đốt M gam than để làm nóng 2070 gam nước Từ 20 độ C đến 90 độ C Biết làm nóng 1 mon nước thêm một độ C Cần một nhiệt lượng là Vậy mình sẽ có này Đầu tiên mình tìm được số mon nước Nó bằng là 2070 mà chia cho 18 Thì bằng 2070 chia 18 bằng bao nhiêu mon? 115 Được chưa à? Vậy mình có này 1 mon nước Mà thêm

60697 0 Jun và sẽ bằng là 60,69 60 6, 9, 6, sẽ bằng là 60 sẽ bằng là 606,97 kJ. Được chưa? Hiệu suất sử dụng nhiệt là 75%. Vậy mình sẽ có này nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy vậy mình sẽ tìm được giá trị của m gam than khối lượng của than của chúng ta nó sẽ bằng là 606,97 kJ nhá. Mà hiệu suất sử dụng nhiệt có 75% thôi vậy anh này phải chia cho 0,75. 1 gam than là 23 kJ chia cho 23 bằng Đây ạ, à, 606,97 chia 0,75 chia 23 bằng 35,18 35,18 thì gần bằng là 35,19 Đáp án đúng chúng ta là đáp án C Ok chưa? Câu 76 rất dễ nha Rất hay ạ, à? câu 77 Số phát biểu sai chúng ta gạch chân từ sai Glucose được dùng để trắng hương, trắng đột phích Và làm thuốc tăng lực, đúng Thành phần chính của cồn 75 độ Mà trong y tế thường dùng để sát trùng Làm methanol là sai, nó là etanol Để ủ hoa quả nhanh chín và an toàn hơn Có thể thay thế c 2 h 2 Bằng c 2 h 4 được không ạ? À? Không nên Không nên nhé thủy phân triolin thu được ethylene glycol sai thu được glycerol axit glutamic là thuốc ngăn ngừa axit glutamic là thuốc ngăn ngừa và chữa trị các triệu chứng suy nhược thần kinh mất ngủ nhức đầu ù tai có đúng không ạ có đúng không ạ có đúng không ạ càng nhà càng đấy quá căng đúng không Sorry các em thầy vừa đọc nhầm để ủ hoa quả nhanh chín thì an toàn hơn có thể thay thế CH2 bằng CH CH4 được bởi vì là CH2 là sinh ra từ đất đèn và đất đèn thì có nhiều tạp chất sinh ra độc hại nên dùng CH4 là tốt hơn. Cái này đúng ạ. À. Còn B sai. Thì phân triolin thu được ethylene glycol là sai. Axit glutamic là thuốc ngăn ngừa chữa trị các triệu chứng suy ngược thần kinh mất ngủ nhức đầu ù tai và chóng mặt là đúng. Nilon 6,6 được trùng hợp bởi hexamethylenediamine và axit adipic chính xác tiếp. A, C, E, F Mình sẽ có 4 nhận định đúng Nhá A, C, E, F À sorry ạ Anh này là đi từ Tơn ni lông 6,6 là đi từ trùng ngưng chứ phải trùng hợp 3 thôi Số phát biểu sai là Đây sai là B này D này F 3 phát biểu sai Đáp án đúng là đáp án C Tí toàn Đấy luyện phản xạ đấy Cái phản xạ nó quan trọng cực kỳ luôn 78 Số phát biểu đúng Hỗn hợp CU, F3, F, 4 số mon bằng nhau Tan hết trong dịch HCL dư Fe3 giả sử anh này là 11 một một đi. 11 một, một. thì trong này mình sẽ có số mon sắt dương 3 nó sẽ là 2 mon cộng với đồng này, cộng với sắt dương 3 tạo thành đồng dương 2, cộng sắt dương 2. Thì anh này đây là 2, đây là 2, đi đây... Vậy đây 1, thỏa mãn đúng không ạ? Tan hết. Đúng rồi, chính xác, tan hết. Tan hết, chính xác, tan hết. A à, đúng. Cho hỗn hợp bột đồng và lượng dư FeCl3 thu được dung dịch chứa hai muối, lượng dư FeCl3 thì khi mà vào dư FECL3 thì mình thu được dung dịch đồng 2 cộng sắt 2 cộng và có cả sắt 3 cộng nữa do bác sắt 3 cộng dư vậy sai Ammoniac làm phenol chuyển từ không màu sang màu hồng đúng mà dây tác dụng với lượng dư FECL3 thu được kim loại sắt sai lượng dư FECL3 làm sao thu được sắt ma dư mới thu được sắt kim loại vàng có tính dẻo kém hơn kim loại nhôm sai vàng dẻo tốt nhất đun nóng có thể làm mềm nước cứng có tính cứng tạm thời đúng cho dịch KH4 dư và BAHCO3 lần thu được hai kết tủa. Sai chỉ thu được một kết tủa thôi là kết tủa BAS số 4 chỉ thu được một kết tủa thôi các em nhá. Và đó chính là kết tủa BAS số 4 thôi nhá, một kết tủa một khí. Vậy mình sẽ có ACFG. ACG là đúng còn lại là sai. Chúng ta chọn ba nhận định C. Câu 79. Câu 79 ạ. À. Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng hàm lượng p 2 5 Đúng. Điện phân dung dịch NaCl nóng chảy Điện phân dung dịch NaCl nóng chảy Thu được clo anode chính xác Những anh kẽm dung dịch cos bốn Có xuất hiện năm mòn điện hóa chính xác hai điện cực khác nhau mặt bản chất tiếp xúc trực tiếp với nhau Là kẽm và đồng Kim loại dẫn điện tốt nhất là vàng sai nó là bạc Có thể dùng giấm ăn làm tan cặn trong phích hoặc ấm đun nước Đúng bởi vì là à, Cặn trong phích hoặc ấm đun nước Nó là CaCO3 Thì mình dùng giấm ăn là tan được Vậy mình sẽ có A, B, C, E 4 nhận định đúng C ạ nhận định đúng Câu 80. Câu cuối cùng và cũng là một câu thực tế, rất là hay thi và mình muốn làm được ở mức 8 cộng thì mình phải làm được những câu này. Nhá. Một loại phân bón hỗn hợp bao bì ghi tỷ lệ là 10 10 20 25. Có nghĩa ở đây mình sẽ có này. Là phần trăm của nitơ phân bón nhá. À? Phân bón mình sẽ có là phần trăm khối lượng của nitơ bằng 10%. Phần trăm của P2O5 khối lượng đấy bằng 20% phần trăm khối lượng của K2O là 15%. Các con số này chính là độ dinh dưỡng của phân đạm lân kali tương ứng. Để sản xuất loại phân bón này, nhà máy Z trộn ba loại hóa chất lại với nhau. Trong đó tỷ lệ khối lượng của CaNO3 lần là, là A phần trăm, kh 2 po 4 là B phần trăm. Giả sử có một tạp chất, giả sử các tạp chất không chứa đi tô phốt pho giá trị của A cộng B gần nhất là. Ui dồi ôi, vậy ở đây mình sẽ lấy. Mình lấy 100 gram phân đi, được chưa? Thì dẫn đến trong đó có CaNO32 lần là x mol KH2 PO4 là y mol Đúng không? Và KNO3 là z mol Được chưa? Và tạp chất Mình sẽ có này khối lượng của nitơ thì nó bằng Khối lượng nitơ thì bằng 10% khối lượng của phân là 10 gam Vậy nó bằng này Vậy là bằng này, nitơ này, bảo toàn này. X 2x này, 2x cộng với trong này có một Z nhân 14. Ok chưa? Khối lượng của P2O5 nó bằng 20, từ đó suy ra số mol phốt pho nó bằng là 2 nhân với lại 20 chia cho 142 bởi vì trong này này có hai phốt pho. Mặt khác bảo toàn phốt pho thì mình sẽ có nó bằng y. Vậy y bằng luôn. Vậy y bằng luôn, 2 nhân 20 chia 142 bằng bao nhiêu ạ? 0,282 Y bằng 0,282 Ok chưa? Z Khối lượng của Kali K2O đấy ạ Thì sẽ bằng 15% của 100 Thì nó bằng là 15 gram Suy ra Số mon của Kali bằng 2 nhân với 15 Chia 94 Thì bằng Kali nhé các em nhá Bảo toàn ạ Bên này có một kali là y này. Bên này có một kali nữa là z này. Được chưa? Vậy suy ra biết được y rồi mình tìm được z luôn. Z bằng 2 x 15 chia 94 bằng trừ đi 0.282 bằng 0.037 nhá. 0.037 0.037 Ok chưa? Z 0.037. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được x. X bằng này. 10 chia 14 bằng -0.037 bằng 0.677 x 0.677. À chia cho 2 nữa. Chia cho 2. Chia 2 bằng 0.3386. Ok chưa? Vậy đề bài hỏi chúng ta là x x là số mol, đây là phần trăm. Đấy, mình ra được x nhá. Được chưa? Mình ra được x, mình ra được y đã. Bây giờ là phần trăm khối lượng thế thì phần trăm khối lượng thì mình tìm về khối lượng luôn nhỉ khối lượng của xe nó bay lần là 0.03386 nhân với phân tử khối nhân với một đơn 40 cộng với 62 nhân 2 bằng 55,53 55,53 ok chưa y của thằng kh2p4 rồi mà vậy y này khối lượng bằng này y đẹp 0,282 nhân với Mà ngoặc đơn này kali là 39 cộng với H2 là 2 cộng với phốt pho là 31 cộng với oxy là 16 x 4 bằng 38,352 thì cộng với lại 55,53 bằng 93,882 93,8 nhá 93,8 phải đáp án đúng chúng ta là đáp án này. đây là một cái câu về thực tế mà chắc chắn sẽ có trong cái đề thi năm nay mà sẽ có rất nhiều bạn sẽ phải gặp phải và ở đây thì mình vừa mới hướng dẫn cho tất cả các bạn và các em chinh phục mức 8 cộng nhá. Luyện phản xạ, hóa học, thực chiến đề 8 cộng, đề số 01. Thế mình vừa hướng dẫn cho các bạn. Buổi học ngày hôm nay thì mình xin phép được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bạn và các em vào tất cả những buổi học sau đây. Và các bạn nhớ click vào nút chuông theo dõi fanpage để trở thành phép cứng của thầy Minh bởi vì từ nay đến hôm thi thầy Minh sẽ livestream liên tục để dạy cho tất cả các bạn và các em. Cảm ơn tất cả các bạn và các em rất nhiều.